Vâng thưa quý vị, lần đầu tiên ở Sơn La có một hội thi khá đặc biệt, hội thi Hoàng Tử Châu. Đây cũng là lần đầu tiên mà những con trâu đầu cơ nghiệp của người nông dân được đưa ra công chúng để được cân đo và trao phương miện. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với Tây Bắc để cảm nhận sự thú vị của hội thi này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi đang có mặt tại một cái hội thi rất là đặc biệt. Đấy là hội thi Hoàng Tử Châu lần đầu tiên được tổ chức tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Quý vị và các bạn có thể thấy rằng là rất đông bà con đã có mặt ở đây từ rất là sớm. Và phía này thì gần 100 con trâu đến từ các bản trong xã đã có mặt ở đây và sẵn sàng cho hội thi Hoàng Tử Châu rồi. Trước khi bước vào hội thi, chủ lễ là người có uy tín trong bản làm lễ cúng vía trâu. Nghi lễ tổ chức ngắn gọn nhưng là phần quan trọng để tỏ lòng cảm ơn con trâu luôn đồng hành trong công việc nhà nông. Trước đó, các gia đình có trâu dự thi đều chăm sóc trâu khá cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Mỗi bản lựa chọn 5 con trâu to, béo khỏe và đẹp nhất tham gia hội thi. Gần 100 con trâu đực đến từ các bản trong xã Ngọc Chiến đã được đưa đến sân vận động trung tâm xã. Tiêu chí lựa chọn Hoàng Tử Châu là trâu nào có cổ to nhất, sừng dài nhất, màu da đẹp nhất, lưng dài nhất, cân nặng nhất, chân cao nhất, móng đẹp nhất. Cảm thấy nó đang hoảng hốt ấy. Khoai đờ. Vậy à. Chuẩn bị cho cuộc thi này, bà con có trâu được chọn đều chăm sóc trâu cẩn thận, cho ăn uống đầy đủ chất, cỏ phải ngon, bổ sung dinh dưỡng như cam mô, cho tắm rửa thường xuyên, đi bộ để có cơ thể săn chắc. Hội thi Hoàng Tử Châu lần đầu được tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân. Với nhằm mục đích tôn vinh các hoàng tử nền nông nghiệp lúa nước, điều này sẽ mang lại hiệu quả kép, đó là tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo và phát triển kinh tế. Ngày thường, con trâu giúp gia đình chúng tôi làm ruộng, nó vất vả nhiều rồi. Giờ có cuộc thi này thì vui, con trâu cũng được tôn vinh danh hiệu hoàng tử thì càng thêm yêu quý nó và tự hào. Sẽ chăm sóc nó tốt hơn để nó có sức khỏe thật là tốt. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Ngọc Chiến và cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái cuộc thi Hoàng Tử Châu ngày hôm nay. Tôi cảm nhận của tôi thì tôi thấy là cuộc thi tổ chức rất là quy mô. Cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến những con trâu to đẹp như thế này. Với Sơn La, hàng trăm nghìn gia súc lớn và con trâu thực sự là đầu cơ nghiệp bởi hầu hết người dân ở đây đều sản xuất nông nghiệp. Ngoài giúp bà con trong sản xuất, trâu còn mang lại ý nghĩa kinh tế cao, giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Hội thi Hoàng Tử Châu là hoạt động ý nghĩa, tạo điểm nhấn độc đáo về du lịch ở vùng cao Tây Bắc. Trong khuôn khổ của các hoạt động văn hóa xã hội chào mừng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày này thì bà con nhân dân ở khu vực biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cũng đang được hòa mình trong không khí của ngày hội văn hóa dân tộc Thái. Du khách gần xa cũng có thêm sự cảm nhận về vẻ đẹp vùng đất con người nơi đây. Chủ đề là ngày hội văn hóa dân tộc Thái. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, có rất là nhiều các cái dân tộc anh em khác cũng đến tham dự ngày hội. Điều này nó thể hiện một cái khối thống nhất, một cái khối đại đoàn kết các dân tộc, góp một phần rất là lớn trong công cuộc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự ở giải đất biên cương này. Được tham gia cái lễ hội dân tộc Thái huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, thì mình cũng được tham gia mang những cái bộ trang phục đẹp đẽ của người Mông để tham gia lễ hội dân tộc Thái. Thì hôm nay cũng được thưởng thức những cái bài hát truyền thống về dân tộc Thái. Thì mình cũng cảm thấy xúc động. Theo dòng chảy của thời gian, từ bao đời nay, cộng đồng dân tộc Thái có nhiều giá trị văn hóa đậm đà bản sắc, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhắc đến người Thái là nhắc đến áo cóm, khăn piêu với những điệu dân ca, dân vũ và đặc biệt là nghệ thuật xòe Thái. Lần đầu tiên cũng được dự lễ hội dân tộc Thái của tượng trưng cho những cái người dân tộc Thái của chúng tôi. Chúng tôi rất là vinh dự và được là người dân ở đây phấn khởi được tổ chức lễ hội dân tộc Thái. Em rất tự hào vì mình là người con của dân tộc Thái và em sẽ cố gắng để giữ những nét văn hóa đẹp của dân tộc mình ạ. Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, cộng đồng dân tộc Thái đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình phát triển văn hóa xã hội cũng như kinh tế của địa phương. Ngày hội nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Thái, đồng thời đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, từng bước nâng cao đời sống, giá trị tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.
thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó là có chương trình phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình nông thôn mới. Huyện đã dành các nguồn lực để đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, và trong thời gian tới Tết Nguyên đán sẽ tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc của huyện Nậm Bồ, định kỳ vào dịp ngày Quốc khánh thì tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông và ngày hội văn hóa dân tộc Thái. Ngày hội văn hóa dân tộc Thái huyện Nậm Pồ lần đầu tiên được tổ chức đã mang lại nhiều niềm vui, niềm tự hào cho nhân dân khu vực biên giới. Những vẻ đẹp về thiên nhiên, con người cùng những giá trị văn hóa được nhắc nhớ và giới thiệu với du khách gần xa. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới sẽ chính thức được bắt đầu vào ngày mai mùng 5 tháng 9. Tuy nhiên, ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số rất ít người thì hành trình đưa các em tới lớp sẽ còn rất nhiều những gian nan. Câu chuyện ở Hà Tĩnh là một ví dụ. Sau những lần nhà học trò đóng cửa, cài then, may mắn lắm thì ban giám hiệu của nhà trường, trường trung học cơ sở Hương Lâm, huyện Hương Khê mới gặp được học sinh và phụ huynh ở nhà để có thể vận động các em tới lớp. Năm học mới đã cận kề, bước chân của những người thầy vẫn đang miệt mài ngược núi. Đối với trường trung học cơ sở Hương Lâm thuộc huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh, đây là năm đầu tiên trường tổ chức đón nhận các em học sinh trung học là người đồng bào dân tộc Chất. Thế nên những ngày qua, ban giám hiệu nhà trường đã không ngại khó khăn vào tận bản xa, đến từng nhà để động viên các em tới lớp. Tùy theo cái hoàn cảnh từng gia đình cụ thể, có những gia đình thì rất là ủng hộ cái tinh thần và động viên các cháu tới trường. Cũng có những gia đình thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Bên cạnh phương tiện đi lại, mọi cái về điều kiện hoàn cảnh nó có phần ảnh hưởng. Cái việc đến trường của các cháu trong từng gia đình nó khác nhau. Hiện tại thì nhà trường là cũng ban giám hiệu các thành lập đoàn phối hợp với đồn biên phòng Bản Giang, với ủy ban các xã Hương Liên và Hương Lâm đang có chương trình để vận động các cháu trở lại trường để tập trung học tập, để đảm bảo cái chương trình giáo dục theo quy định. Việc chăm lo từng con chữ cho các em người dân tộc Chất có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi các em thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, đã một thời là điểm nóng của những cuộc hôn nhân cận huyết và nhiều những hủ tục lạc hậu. Từ những đứa trẻ được sinh ra trong hang núi, gọi nhau bằng cái tên của cây rừng, nay các em đều mang họ Hồ, từ tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hành trình gieo chữ cho các em người Chất chưa bao giờ đơn giản. Trong năm học này là năm học đầu tiên, trường trung học cơ sở Hương Lâm là được đón nhận các em tuyển sinh tiểu học là dân tộc Chất và học tại trường. Lưu ý là đây là năm đầu tiên, thì các cái điều kiện đi kèm đó thì hiện tại bây giờ là chưa có các cái văn bản nào hướng dẫn cho nhà trường. Ngày hôm nay là nhà trường là tổ chức ban giám hiệu đến để tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tế, đây là hoàn cảnh gia đình của các em để có cái phương án sắp tới để đón các em tới trường. Bản Giao Tre, nơi các em học sinh người Chất sinh sống, cách trường trung học cơ sở Hương Lâm tận 9 cây số. Đường xa, núi cao, thế nhưng trước những tình cảm của những người thầy, các em đều hứa sẽ đến lớp đầy đủ. Bởi các em đều biết rằng chỉ có đến trường mới giúp các em ươm giấc mơ ngàn đời của dân tộc mình là vượt nghèo, vượt khó. Thưa quý vị, kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày 1 tháng 9 trùng với kỳ nghỉ lễ, nên việc điều hành giá xăng dầu được rời sang ngày mai là ngày 5 tháng 9, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Theo đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao nên giá xăng thành phẩm tại Singapore cũng đã tăng. Giá trong nước có thể cũng sẽ tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Giá xăng trong nước có thể tăng từ 380 đến 490 đồng một lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng sẽ tăng từ 350 cho đến 650 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày 5 tháng 9 có thể tăng cao hơn. Từ đầu năm cho đến nay thì giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Nếu đúng như dự báo thì giá xăng dầu trong nước sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp trong kỳ điều hành vào ngày mai. Theo quy định tại Nghị định số 146 của Chính phủ, đối với thanh niên xung phong được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cử tri mong muốn và đề nghị được quan tâm xác nhận thanh niên xung phong tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ là đối tượng người có công và có các chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này, cũng như tạo điều kiện để họ được hưởng chính sách bảo hiểm y tế 100%. Tham gia lực lượng xung phong từ năm 1972,
bà Nguyễn Thị Nhâm trở về quê hương năm 1975. Bà cho biết, ban đầu thẻ bảo hiểm y tế của bà được cấp 100%, nhưng vài năm trở lại đây, thẻ chỉ còn được hưởng 80%. Tuổi cao, mang nhiều bệnh trong người, kinh tế phụ thuộc vào con cháu, việc phải đi khám chữa bệnh thường xuyên là điều khó khăn với bà. Bây giờ là chỉ có bệnh huyết áp cao, với lại gan nhiễm mỡ, 72 tuổi rồi, nhưng mà chả sống được bao nhiêu, lại nắm bệnh thế, cho nên là không ấy, cứ được năm nào 100% là năm là sướng rồi, bệnh là phải đi, không muốn đi cũng không được, sao con nó nói. Cũng giống bà Nhâm, ông Lực, một cựu thanh niên xung phong mở đường tại hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình. Ông chia sẻ, vợ ông cũng là thanh niên xung phong. Mỗi tháng hai vợ chồng đều cùng nhau đi khám bệnh từ 1 đến 2 lần, có những tháng lên đến 3 lần. Mỗi lần chi phí sẽ mất thêm khoảng hơn 1 triệu đồng, bao gồm tiền khám và thuốc. Như vậy với 20% phải tự chi trả, một năm ông bà Lực sẽ mất khoảng hơn 10 triệu. Tôi về thì bây giờ là bệnh tật, là một là bị là tim, bệnh tim. Thứ hai là tiểu đường, thứ ba là hút. Đâm ra tôi hiện nay là đang điều trị ở là bệnh viện tim mạch Hà Nội, hàng tháng đi ra đấy là lấy thuốc định kỳ và khám. Thế trong cái đó khám thì tôi là mỗi tháng là loa thế là mất 400-500, trừ tiền hiểm rồi vẫn còn mất 400-500. Một số hội viên quay trở về địa phương thì hoàn cảnh kinh tế cũng có phần khó khăn, nơi làm ruộng, nơi nông thôn. Có trường hợp là cố gắng con cái cho đáp ứng, nhưng có trường hợp cũng không đủ đáp ứng thì cũng là một cái khó khăn cho hội viên. Thế có những cái bác sĩ cấp thuốc thì lại không có tiền thì hội viên có khi phải bỏ bớt cái đơn cấp thuốc. Mong rằng Đảng nhà nước quan tâm trở lại chăm tâm thì để cho hội viên nó khỏi khó khăn, để khi đi khám bệnh đơn cấp thuốc của bác sĩ cấp cho thì mua đủ để đảm bảo sức khỏe cho mọi hội viên, cho công dân. Thời gian qua, cử tri nhiều địa phương cũng đã kiến nghị, đề xuất nâng mức hưởng bảo hiểm y tế với các đối tượng là cựu thanh niên xung phong. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng, hợp tình hợp lý của những người có công với cách mạng. Hiện nay, Bộ Y tế đã có văn bản báo cáo tham mưu trình chính phủ xem xét lại nâng mức hưởng của nhóm đối tượng thanh niên xung phong lên 100%.